Hello, xin chào các bạn, mình là Công Tokyo đây. Thì hôm nay trên kênh của mình đang có mẫu hai cái mẫu giày của Adidas, đó là giày đá bóng nhé các bạn nhé. Đó là mẫu Exodus. Thì hai cái phiên bản này có cái đó là phiên bản chấm 1 nhé và cái phiên bản chấm 3. Cái phiên bản chấm 1 này đợt vừa rồi mình sale chỉ còn khoảng 1,4 triệu, 1,5 triệu thôi. Đây là một cái giá mà không tưởng cho các bạn sở hữu đôi giày này. Hiện tại ở Việt Nam đang bán cái mẫu chấm 1 này khoảng trên 2 triệu các bạn ạ. Đó. Thì mình sẽ tiện đây thì mình sẽ so sánh luôn, làm cái bài để đánh giá so sánh luôn cho các bạn về cái sự khác biệt giữa chấm 1 và những cái dòng chấm cao của Adidas nhé. Đó. Đây mình sẽ đóng lại cái hộp lại để chúng ta sẽ tiện quan sát. Thì đây là cái mẫu Exodus chấm 1. Đây là cái phiên bản có dây, còn đây là cái phiên bản Exodus chấm 3 mà không có dây nhá. Đó, thì mình đánh giá đầu tiên về cái upper của hai cái đôi giày này. Thì cái phiên bản có dây thì nó cũng giống như này thôi, nó không có gì khác biệt đâu các bạn ạ. Đó, cái mình đánh giá này. Đầu tiên là cái phần upper ấy, thì ngoài cái sự mềm mỏng của những cái đôi giày này thì cái phần upper của cái đôi chấm 1 này ấy, thì nó được thêm một cái phần tạo hình giống như kiểu sợi dệt ấy các bạn ạ. Còn những cái này nó chỉ là những cái lưới dệt ở bên trong này thôi. Đó, bằng vải mesh. Thì cái phần upper bên trên của đôi chấm 1 này nhìn chất lượng hơn rất là nhiều các bạn nhá. Cái điều đặc biệt mà mình nghĩ là nó sẽ có cái sự khác biệt khá là lớn, đó là cái đế nha các bạn nhá. Các bạn nhìn thấy không? Cái đế của đôi chấm 1 ấy, nó sẽ là bằng nhựa trong, cái cao su trong, cái cao su này cao su nó sẽ chất lượng hơn là cái sâu cao su màu đen này. Cao su màu đen này thì nó hơi là cứng hơn, nó cứng hơn là cái cao su trong này. Đó. Cái phần đế của nó ấy, thì mình thấy rằng là cái đế của cái chấm 1 này mềm hơn. Đó, có sự đàn hồi. Mình bấm cái này nó mềm hơn, bấm này rất cứng. Đó. Thì đây là cái sự khác biệt khá là lớn của hai cái đôi này. Exodus chấm 1 này, Exodus chấm 3 này. Thì đây là cái bài đánh giá trên tay và sự so sánh của hai cái đôi giày khá là được anh em ưa chuộng trong thời gian gần đây. Đó là hai cái mẫu Exodus chấm 1 và Exodus chấm 3. Đó. Hai cái mẫu này thì được anh em đá sân cỏ nhân tạo cực kỳ ưa chuộng. Ngoài ra thì mình order rất nhiều những cái mẫu chấm 1, chấm 2, chấm 3, thậm chí là cộng của Adidas. Và cả những loại đinh như kiểu đinh FG, HG, AG, tất cả đinh thì mình có đều. Và thời gian này đang sale cho các bạn nhé. Các bạn nhanh tay liên hệ mình để sở hữu cho mình những đôi giày chính hãng của Adidas mà một cái giá là cực kỳ rẻ. Mình đảm bảo là sẽ phải rẻ hơn rất nhiều so với cái giá mà ở Việt Nam đang bán, thì mình mới chấp nhận là mình order cho các bạn. Chứ đắt hơn thì chắc chắn là mình không order. Mình sẽ khuyên các bạn là mua trực tiếp luôn, bởi vì giá tốt hơn thì tại sao mình không mua, đúng không? Cảm ơn các bạn nhé.